Chiếc áo phao khoét 20 lỗ bị dân mạng chế nhạo. Sau khi bị đông người dùng mạng chỉ trích mẫu áo sẽ không có chức năng như quảng cáo, phía nhà sản xuất đã xóa sản phẩm khỏi danh sách bán hàng, không đưa ra lời giải thích nào. Mẫu áo phao thủng lỗ chỗ có giá 1.599 nhân dân tệ, 220 USD, gây nên tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc bởi thiết kế cũng như tính năng của nó, theo SMP. Chiếc áo được sản xuất bởi INXX, thương hiệu nội địa chuyên về thời trang đường phố, có thiết kế bao gồm khoảng 20 lỗ hình trái tim trên cả mặt trước và mặt sau. Theo quảng cáo của nhà sản xuất, mẫu áo khoác mùa đông này giúp người mặc có diện mạo nổi bật, bắt mắt và cá tính. Ngoài ra, áo có chức năng giữ nhiệt, giúp cơ thể người mặc được giữ ấm trong những ngày thời tiết lạnh. Theo mô tả trực tuyến về sản phẩm, mặc dù gần một nửa diện tích áo không có vải, nó vẫn đảm bảo cung cấp cả sự ấm áp và thời trang. Ngay khi mặt hàng này được giao bán trên nền tảng mua sắm phổ biến Taobao, những ý kiến chế nhạo ngay lập tức xuất hiện. Trong đó, phần lớn bày tỏ rằng họ không tin tưởng vào khả năng giữ nhiệt của chiếc áo như lời công ty khẳng định. Đoán xem tại sao tôi lại mua một chiếc áo khoác ngoài, tất yếu để bảo vệ mình khỏi nhiệt độ xuống thấp bên ngoài, một người dùng mỉa mai. Một số người dùng khác cho rằng với tư cách là một thương hiệu phổ thông hướng đến công chúng, hãng này nên tính toán tốt hơn về sự cân bằng giữa tính thời trang và tính tiện dụng. Sau cùng, mục đích cuối cùng của bất kỳ trang phục nào vẫn là để phục vụ người mặc, trích một bình luận. Công ty này đã gỡ mẫu áo khoác này khỏi Taobao sau khi chịu nhiều phản đối. Theo hồ sơ của cửa hàng, có 4 chiếc đã được bán ra trước khi nó bị xóa khỏi danh sách sản phẩm. Trên thực tế, áo khoác có thiết kế khoét lỗ chỗ như này có thể tìm thấy mẫu tương đồng trong BTS mùa xuân năm 2022. Do nhà sản xuất áo phao cao cấp Moncler hợp tác với nhà thiết kế Trung Quốc Đinh Jun Giang. Giải đáp với những lỗ hở trên thân áo, Đinh Jun Giang cho biết, hãy trừu tượng hóa hình dáng con người đồng thời cho phép không khí đi đến các bộ phận nhất định của cơ thể.